100 năm Vương cung Thánh đường xây hoài không xong. Tại Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha, có một kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalonia, Antoni Gaudí, đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Barcelona và là một biểu tượng của xứ Bò Tót mang tên Sagrada Familia. Đây là một nhà thờ Công giáo đang xây, nổi tiếng thế giới với cỡ vĩ đại và phong cách độc đáo. Hàng năm thu hút 20 triệu khách đến chiêm ngưỡng với 4 triệu 500 người vào bên trong nhà thờ. Bên cạnh đó, Sagrada Familia còn nổi tiếng vì là nhà thờ duy nhất trên thế giới có thời gian xây dựng quá lâu, hơn một thế kỷ mà còn lại xây không phép. Vương cung Thánh đường, nhà thờ ngoại hiệu Thánh gia, là một tên gọi khác của nhà thờ này. Nhà thờ được khởi công xây dựng từ năm 1882, nhưng mãi đến ngày 8 tháng 10 năm 2018, sau 3 năm thương lượng, chính quyền thành phố Barcelona và những người phụ trách thánh đường mới đạt được thỏa thuận về giấy phép xây dựng chính thức. Thông tin cho biết, bên thánh đường sẽ trả 36 triệu euro cho chính quyền trong 10 năm để góp phần cho việc chỉnh trang đô thị và cải thiện phương tiện giao thông công cộng ở khu vực quanh điểm du lịch. Với thỏa thuận đã đạt được, kiệt tác kiến trúc tôn giáo này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Tiền đầu tư để tiếp tục xây dựng nhà thờ được thu về từ việc bán vé tham quan cho du khách. Có vẻ thật nghịch lý, nhưng có thể đơn giản như mặt trái phải của đồng tiền. Ở Barcelona trong suốt thế kỷ 19, nhà thờ đều bị dập sập nhân danh sự tiến bộ và sự bùng phát bạo động tạo ra sự thiêu hủy, cướp phá và phá hoại các công trình tôn giáo. Nhưng cũng trong thành phố này, gần cuối thế kỷ 19, công trình xây dựng một nhà thờ đồ sộ lại được tiến hành với dự định làm vực dậy những mẫu mực lý tưởng cổ xưa ở các nhà thờ kiểu cô thích, vừa trở thành một trong những minh họa điển hình nhất trong lịch sử kiến trúc tôn giáo đương đại. Sáng kiến cho sơ đồ trọng đại này xuất phát từ một tổ chức tôn giáo khiêm tốn nhất dành để thờ phụng Thánh Joseph. Chủ tịch tổ chức Josep Maria Bassebella công bố kế hoạch xây dựng một nhà thờ dành cho Thánh gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Joseph, như là một mô hình cho tất cả gia đình Cơ Đốc giáo. Nhà thờ về bản chất mang tính chất chuộc tội, nguồn tài chính huy động từ quỹ từ thiện và quyên cúng. Số tiền thu được đợt đầu không đủ để mua đất gần trung tâm thành phố cổ. Vì thế, địa điểm được chọn vào thời điểm ấy là vùng ngoại ô ở Barcelona. Ở nơi gọi là Ensanche, thành phố bắt đầu phát triển nhanh chóng ở đây theo quy hoạch đô thị của kỹ sư Ildefons Cerdà. Mảnh đất mua với giá 170.000 pesetas, khoảng 700 bảng Anh. Và viên đá đầu tiên đặt tượng trưng cho sự khởi công vào ngày Hội Thánh Joseph ngày 19 tháng 3 năm 1882. Ban đầu, công trình được khởi công dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Francisco Villari Lozano và thiết kế tân cô thích ban đầu lấy cảm hứng trực tiếp từ Đại Thánh Đường Loreto ở Ý. Nhưng dự án được xem lại hoàn toàn vào cuối năm 1883, Villa được thay bằng Antoni Gaudí. Kiến trúc của Gaudí sinh ra trong bối cảnh nghệ thuật mới, mặc dù cá tính mạnh của ông làm công trình của ông xa cách với đặc điểm điển hình của phong cách ấy. Trong công trình của Gaudí là các yếu tố báo trước các phong cách đương đại khác, như chủ nghĩa biểu hiện trong việc sử dụng vật liệu của ông. Mặc dù tất cả khái niệm đổi mới này và sự dự đoán chủ nghĩa hậu hiện đại, thực tế đáng kinh ngạc vẫn còn ở thánh đường Sagrada Familia về cơ bản là công trình cô thích giữ trong thể quân bình và vận dụng nhiều hơn bất kỳ kiến trúc sư nào khác trong thời Trung Cổ. Trụ bộ tường của gian giữa nhà thờ tựa vào phía trong trở thành trụ chống tường của chính chúng. Sự phát triển hợp lý hệ thống lực xô và chống lực xô, Gaudí đã sử dụng kỹ thuật móc xích vào thiết kế vòm cấu, làm mô hình theo sơ đồ nội thất không có dây, bên ngoài chát vữa và treo chổng đầu xuống. Khi ông bỏ lớp vữa sẽ tạo ra thiết kế như hiện nay. Hiện tại thì Sagrada Familia cũng đã hoàn thành một phần nào đó để lôi cuốn du khách. Chỉ cần nhìn sơ qua về phần phía ngoài của ngôi nhà thờ cũng đã đủ sức quyến rũ người xem. Mặt tiền phía đông hướng về phía mặt trời mọc, tượng trưng cho sự tái sinh của Chúa. Trong khi mặt tiền phía tây hướng về phía mặt trời lặn,
tượng trưng cho sự khổ nạn của Chúa Giê-xu. Mặt tiền của nhà thờ được trang trí tại tiền sảnh Giê-xu tái sinh. Ba mái cổng được bố trí các tác phẩm điêu khắc dày đặc bằng các hình tượng điêu khắc tỉ mỉ. Bốn tháp được dựng trong số tất cả 12 tháp sau cùng. Biểu tượng cho các thành tông đồ miêu tả hình ảnh các thiên thần và nhân loại cùng hướng về chào mừng ngày Giê-xu tái sinh. Sự cầu kỳ nhưng đẹp đẽ của các bức tượng khiến du khách phải dừng chân để xem, để tìm hiểu. Phía sau nhà thờ là một công trình hình tượng điêu khắc khác hẳn mặt tiền. Trong khi mặt tiền thì diễn tả về ngày Chúa tái sinh, thì trái lại, bức tường phía sau nhà thờ miêu tả về cuộc đời hy sinh và các chặng đường thánh giá của Chúa. Từ bức tượng miêu tả Giuđa ôm hôn Chúa, nhưng bên dưới chân có hình tượng con rắn, nhắc nhở đến sự bồi phản. Một phương trận magic cho quý vị cộng tất cả các số này lại, dù cộng hàng ngang, hàng chéo hay cộng các số từ trên xuống, thì tổng số cũng ra số 33, chính là số tuổi của Chúa khi qua đời. Hình tượng con gà, hình ảnh Chúa phát thánh giá, tấm khăn in trên mặt Chúa, Chúa chịu đóng đinh, Chúa phục sinh, tất cả đều được nhắc nhở một cách nhẹ nhàng qua các biểu tượng trình bày ở phía cổng sau nhà thờ. Mặt tiền chính quay mặt về hướng nam, tượng trưng cho thiên đường. Nội thất nhà thờ dự định có mô phỏng rừng, cột giống như cây chìa ra ở một độ cao nhất định để đỡ lấy mái cong dạng vòm, được hình thành bằng một hệ thống hình học phong phú với nhiều hình dáng giống như sao. Không gian bên trong nhà thờ gây ngạc nhiên cho người tham quan về một lối kiến trúc ở phần cung thánh hoàn toàn mới lạ, bởi sự sáng sủa chứ không tối om như phong cách kiến trúc nhà thờ cổ xưa. Các khung cửa kính màu sắc xuất hiện làm phản chiếu ánh đèn trang trí đẹp và tạo nên một không gian huyền ảo hơn cả. Các trụ cột được thiết kế như là những hàng cây cổ thụ cao vút, các tán lá đan chéo nhau như là để giữ mái vòm. Các bức tường chung quanh nhà thờ cũng là các hàng cây xen kẽ. Các bức tường chung quanh nhà thờ cũng là các hàng cây xen kẽ. Các hàng ghế bên trên, các hàng cây được thiết kế một cách khéo léo để có thêm chỗ ngồi cho tín đồ đến tham dự thánh lễ. Ước tính, thánh đường Sagrada Familia khi hoàn thiện sẽ gồm 8.000 ghế ngồi gỗ cho 7.000 người ở phía dưới và 1.000 người ở các tầng trên quanh tường đến tham dự thánh lễ. Cody thiết kế sơ đồ tổng thể cho dự án vào khoảng 1890. Năm 1892, bắt đầu thi công mặt tiền Giê-xu tái sinh. Đây là mặt tiền duy nhất được thi công dưới sự giám sát của Cody. Khi mất, ông đã hoàn tất sơ đồ chi tiết mặt tiền khổ nạn và gian giữa nhà thờ, cũng như chương trình tượng trưng và mô tả bằng tranh tượng trưng cho toàn bộ khu phức hợp của thánh đường. Nguồn tham khảo chính đối với dự án là các mô hình theo tỷ lệ 1:10 và 1:25 đã bị phá hủy vào năm 1936 khi thánh đường Sagrada Familia bị cướp phá trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha và sau này đã được trùng tu. Từ năm 1936 đến năm 1952, công tác xây dựng bị đình hoãn và xây dựng lại với tôn chỉ phải cho sống với sơ đồ của Cody càng nhiều càng tốt, mặc dù chấp nhận sự kết hợp công nghệ vật liệu mới, chẳng hạn như bê tông. Phương cung thánh đường nhà thờ ngoại hiệu Thánh Gia có thể xem là đỉnh cao kiến trúc của Cody, một công trình tập hợp tất cả kinh nghiệm và sáng kiến của toàn bộ sự nghiệp của ông. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất trong kiến trúc của Cody là khả năng sáng tạo hình dáng. Hình dáng có vẻ như kỳ quái và tùy tiện, nhưng thực ra đều dựa trên cơ sở lập luận logic. Kiến trúc ở thánh đường Sagrada Familia phát triển từ một nền tảng hình học vững chắc. Toàn bộ công trình được điều chỉnh theo một hệ thống tỷ lệ cố định. Hình dạng chủ yếu là hình paraboloid và hyperboloid mà Cody tiến hành thử nghiệm, ngày nay sử dụng trong hệ thống thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính để tính toán như thế. Khía cạnh trong kiến trúc của Cody biểu hiện ở thánh đường Sagrada Familia là ý thức tôn vinh tín ngưỡng sâu sắc. Mặc dù tính chính thống của ông bị một số người tranh cãi, nhưng năm 2000, Giáo hội Cơ đốc bắt đầu một quá trình để phong Á Thánh cho ông. Thánh đường Sagrada Familia được thiết kế như lời bày tỏ chiến thắng của Giáo hội trước xung đột và biến động của thế giới hiện đại. Và vì lý do đó, Gaudí muốn đặt thánh đường trong một vị trí áp đảo trên nền trời Barcelona. Chính động cơ tôn giáo này cùng với khái niệm kiến trúc ganh đua cùng thiên nhiên dùng làm cơ sở để hiểu chủ nghĩa tượng trưng phong phú trong công trình.
Thánh đường được thiết kế để vươn cao hơn nữa, khiến những người đến đây dễ liên tưởng đến một ngọn núi thuộc dãy núi đá gần Barcelona, nơi tọa lạc một ngôi đền tín ngưỡng quan trọng. Đỉnh cao nhất của thánh đường Sagrada Familia là mái vòm cupol, dự định đạt đến chiều cao 170m khi hoàn tất. Quanh mái bát úp có 4 vòng xoắn khác, cho dù không xây dựng, cao đến 130m tượng trưng cho 4 vị thánh xứ. Trong khi một vòng xoắn thứ 5 cao 140m, bên trên gian nhà có hình bán nguyệt cuối nhà thờ tượng trưng cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Chủ đề theo chiều thẳng đứng được hoàn tất bằng 4 tháp trên đỉnh của mỗi trong số 3 mặt tiền. 12 tháp tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ, mỗi tháp cao khoảng 100m. Thánh đường Sagrada Familia tại Barcelona, Tây Ban Nha là một công trình vĩ đại của loài người, một kỳ quan của thế giới. Đó là những gì kiến trúc sư Antoni Gaudí đã tưởng tượng về nó khi bắt đầu xây dựng vào năm 1882. Và dĩ nhiên, đấy chỉ là trong trường hợp nó được hoàn tất.